Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá sáng ngày 3 tháng 8 trên kênh Góc Ngoại Hạng. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Quỷ đỏ đạt được bước đột phá trong nỗ lực ký hợp đồng với Manuel Ugarte. Theo đó, Erik ten Hag đang mong muốn tăng cường sự lựa chọn của mình ở hàng tiền vệ vào mùa hè này khi cầu thủ người Uruguay nổi lên như mục tiêu hàng đầu. Manuel Ugarte gia nhập PSG từ Sporting Lisbon vào mùa hè năm ngoái sau khi từ chối lời đề nghị chuyển đến Chelsea. Nhưng với việc Joao Neves chuẩn bị chuyển đến nhà vô địch Pháp từ Benfica, vị trí của anh ngày càng bị đe dọa ở Paris. Ugarte rất muốn chuyển đến Old Trafford, nhưng Quỷ Đỏ đã gặp bế tắc trong các cuộc đàm phán vào tháng trước. PSG được cho là yêu cầu mức phí chuyển nhượng gần 60 triệu bảng Anh, nhưng Man United không muốn đáp ứng số tiền đó. L'Equipe đưa tin rằng Man United sẽ đề xuất một hợp đồng cho mượn kéo dài cả mùa giải, bao gồm cả phí cho mượn, cùng với điều khoản mua đứt. Nguồn tin cho biết thêm, Ugarte đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Quỷ Đỏ. Quỷ Đỏ đã có hai bản hợp đồng trong mùa hè này, là Joshua Zirkzee và Lenny Yoro. Tuy nhiên, Ten Hag sẽ không có bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng từ Lille trong 3 tháng sau khi anh bị gãy xương bàn chân. Rasmus Højlund cũng bị chấn thương gân khuèo trong cùng trận đấu với Arsenal và phải ngồi ngoài trong 6 tuần. Marcus Rashford và Anthony cũng phải rời sân trong chiến thắng của Quỷ Đỏ trước Real Betis, mặc dù mức độ nghiêm trọng vẫn chưa được tiết lộ. Với việc Højlund và Yoro sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu của mùa giải mới, Man United hy vọng sẽ đẩy nhanh hơn nữa hoạt động chuyển nhượng và muốn chiêu mộ thêm nhiều tân binh cho hàng phòng ngự và hàng công. Quỷ Đỏ gửi đề nghị mua cặp hậu vệ của Bayern. Theo đó, huấn luyện viên Ten Hag quyết định ưu tiên tăng cường hàng thủ ở kỳ chuyển nhượng hè này. Man United đã vung 52 triệu bảng để đón trung vệ Lenny Yoro từ Lille. Tuy nhiên, chấn thương bàn chân khiến cho sao trẻ 18 tuổi phải nghỉ thi đấu trong 3 tháng tới. Theo tờ The Athletic, Man United đã phải quay trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm người thay thế. Và Quỷ Đỏ đã gửi lời đề nghị chiêu mộ cặp hậu vệ của Bayern Munich là Matthijs de Ligt và Nusair Mazraoui. Trước đó, lời đề nghị đầu tiên của Quỷ Đỏ đã bị phía Bayern từ chối. Bayern đã làm rõ rằng họ mong muốn một mức phí chuyển nhượng lớn hơn. Hiện tại, cả De Ligt và Mazraoui đều được phía Bayern thông báo rằng họ không nằm trong kế hoạch dài hạn của huấn luyện viên trưởng Vincent Kompany. Cả hai cầu thủ này đều được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man United. Tuy nhiên, họ vẫn phải chờ đợi xem Quỷ Đỏ có thể thuyết phục được Bayern Munich nhà người hay không. Ở mùa giải năm ngoái, De Ligt chỉ được ra sân 30 trận trên mọi đấu trường cho Bayern. Nusair Mazraoui cũng chỉ đóng vai trò dự bị với tổng cộng 29 lần ra sân trên mọi đấu trường. Vì vậy, việc các cầu thủ này mong muốn ra đi là điều có thể hiểu được. Hiện tại, Mazraoui đang được định giá 30 triệu euro. Trong khi đó, De Ligt vẫn giữ giá trị 65 triệu euro, tương đương với con số mà Bayern đã chi ra để đón cầu thủ này từ Juventus cách đây 2 năm. Quỷ Đỏ mua thêm Ivan Toney. Theo đó, bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng, Lenny Yoro đã phải ngồi ngoài trong 3 tháng do bị gãy xương bàn chân trong trận đấu trước mùa giải với Arsenal ở California. Còn Rasmus Højlund buộc phải rời sân trong cùng trận đấu vì chấn thương gân khuèo và phải ngồi ngoài trong 6 tuần. Højlund là tiền đạo cắm duy nhất được Man United công nhận ở mùa giải trước, ghi được 14 bàn trong chiến dịch ra mắt sau khi chuyển đến từ Atalanta. Tệ hơn nữa, Man United còn gặp thêm vấn đề chấn thương trong chiến thắng trước Real Betis khi Marcus Rashford và Anthony buộc phải rời sân. Quỷ Đỏ rất muốn tăng cường thêm sức mạnh cho hàng công dù đã có Joshua Zirkzee. Theo tờ Daily Telegraph, Man United có thể đẩy nhanh kế hoạch này khi Erik ten Hag muốn có một lựa chọn khác ở vị trí tiền đạo sau khi mất Højlund. Ngôi sao Ivan Toney của Brentford là một lựa chọn đang được cân nhắc. Cầu thủ người Anh này chỉ còn một năm trong hợp đồng với Brentford và đội bóng thành London hy vọng sẽ nhận được mức phí khoảng 50 triệu bảng cho cầu thủ 28 tuổi này. Man United cũng hy vọng sẽ mang về thêm một trung vệ mới, Matthijs de Ligt của Bayern Munich hoặc Gerard Brandt của Everton là những lựa chọn ưu tiên của Quỷ Đỏ. Man United sẽ đối đầu với Man City trong trận tranh siêu cúp Anh vào ngày 10 tháng 8. Sau đó họ sẽ mở màn Premier League bằng trận đấu với Fulham. Paris Saint-Germain nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Julian Alvarez. Sau khi chia tay Kylian Mbappe trong mùa hè 2024, Paris Saint-Germain ra sức tìm người thay thế. Sau một thời gian dài cân nhắc, họ nhận thấy Julian Alvarez là mục tiêu phù hợp. PSG tin rằng chân sút người Argentina hoàn toàn có thể phát huy hết được khả năng của mình tại đội bóng. Do đó, gã nhà giàu nước Pháp lên kế hoạch chiêu mộ Julian Alvarez hè này. Dự kiến, Paris Saint-Germain sẽ hẹn gặp Man City vào tuần tới để đặt vấn đề về trường hợp của Julian Alvarez. Thông tin này được ESPN xác nhận. Cách đây chưa lâu, Julian Alvarez lên tiếng thừa nhận rằng đang cân nhắc nghiêm túc về tương lai. Ở Man City, anh chỉ là kép phụ cho Erling Haaland và thường xuyên phải đá trái sở trường. Hơn nữa, gia đình của cầu thủ sinh năm 2000 cũng chưa thể thích nghi sau 2 năm sinh sống ở Anh. Họ muốn chuyển tới một đất nước ấm áp hơn. Huấn luyện viên Pep Guardiola hiện chưa bình luận gì về tương lai của Julian Alvarez. Ông vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu học trò sau khi anh thi đấu cho đội tuyển Olympic Argentina tại Olympic Paris 2024. Chelsea đồng ý bán Lukaku cho đối thủ ở Premier League.
Những ngày qua, báo giới Anh liên tục đưa tin về việc Chelsea và Napoli đang đàm phán về trường hợp của Lukaku. Cụ thể, The Blues muốn đổi Lukaku để lấy Victor Osimhen của Napoli. Dù vậy, ở diễn biến mới nhất, tờ Mộ Martino của Italia cho biết, Chelsea và Aston Villa đã thống nhất các điều khoản về việc chuyển nhượng Lukaku, vì The Blues muốn đẩy tuyển thủ Bỉ khỏi Stamford Bridge càng sớm càng tốt. Với nguyên nhân đến từ mức lương 325.000 bảng trên tuần của cầu thủ này. Tuy nhiên, Il Martino cũng nói thêm rằng, Lukaku không quan tâm việc chuyển đến Villa Park vì anh đang chờ Napoli. Nhắc đến Napoli, Chelsea đang mất kiên nhẫn với đại diện Serie A do họ đã trì hoãn việc chuyển nhượng. Một bên thì sốt sắng đẩy người đi, còn một bên tỏ ra khá ung dung nên Chelsea đã đồng ý với Aston Villa về Lukaku nhằm sớm đẩy được tiền đạo 31 tuổi đi càng nhanh càng tốt. Theo kế hoạch ban đầu, Chelsea muốn bán Lukaku trước khi tour du đấu hè 2024 bắt đầu. Đáng tiếc, điều này đã không thể xảy ra. Giờ đây, The Blues mong muốn mọi chuyện xong xuôi trước khi mùa giải Premier League 2024-2025 khai màn với Man City đang chờ đón thầy trò Enzo Maresca ở trận ra quân. Quỷ đỏ thực sự nghiêm túc trong thương vụ Ben Chilwell. Theo đó, ngày càng có nhiều lo ngại về việc Chilwell không phù hợp với hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên mới Enzo Maresca tại Chelsea. Huấn luyện viên người Italia được biết đến với phong cách sử dụng hậu vệ biên lùi sâu và hàng tiền vệ. Reece James và Malo Gusto đã làm được điều này trong giai đoạn trước mùa giải, nhưng khả năng làm được điều đó của Chilwell vẫn còn bỏ ngỏ. Maresca đã được hỏi về tương lai của tuyển thủ Anh tại The Blues, và ông nói: "Chilwell chắc chắn là hậu vệ trái, tôi luôn thấy cậu ấy chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tình hình của cậu ấy khá khó khăn vì chúng tôi đang cố gắng tìm giải pháp cho cậu ấy về mặt vị trí, nhưng có lẽ cậu ấy cần một chút thời gian." Bất chấp những lời động viên của Maresca, tương lai của Chilwell tại Chelsea vẫn còn bỏ ngỏ. Và theo TalkSport, anh là một trong những mục tiêu của Quỷ Đỏ vào mùa hè này. Luke Shaw đã phải ngồi ngoài vào giai đoạn cuối mùa giải vì chấn thương gân khuèo, mặc dù đã trở lại ở vòng loại trực tiếp tại Euro cùng tuyển Anh. Tuy nhiên, Terrell Malacia đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải vừa qua vì chấn thương đầu gối. Bởi vậy, huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag của Quỷ Đỏ phải tìm kiếm sự thay thế ở vị trí hậu vệ trái. Lại bị từ chối, Barca tiếp tục nâng giá hỏi mua Dani Olmo. Theo đó, Barca đang rất quyết tâm để có được chữ ký của tiền vệ Dani Olmo từ Leipzig trong kỳ chuyển nhượng hè. Lời đề nghị 50 triệu euro plus 10 triệu euro phụ phí mà Barca đưa ra cho Dani Olmo đã bị Leipzig từ chối. Đây không phải lần đầu tiên Barca thất bại trong việc hỏi mua tiền vệ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ đã không bỏ cuộc. Theo thông tin mới nhất từ nhà báo Fabrizio Romano, Barca tiếp tục nâng giá hỏi mua Dani Olmo. Cụ thể, con số Barca đặt lên bàn đàm phán là 55 triệu euro plus 7 triệu euro phụ phí. Hiện tại, Leipzig vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng chứ chưa đưa ra phản hồi với gã khổng lồ xứ Catalan. Phía Leipzig sẵn sàng để Dani Olmo ra đi trong phiên chợ hè năm nay. Tuy nhiên, họ chỉ chấp nhận nhà người với mức giá 60 triệu euro, bằng với chi phí giải phóng hợp đồng giữa đôi bên có hiệu lực hồi tháng 7 vừa qua. Hiện tại, Dani Olmo đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barca. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay, ưu tiên số 1 của cầu thủ sinh người Tây Ban Nha không gì khác ngoài gia nhập đội bóng áo sọc đỏ xanh. Tại Euro vừa qua, Dani Olmo đạt phong độ cao giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch. Paris Saint-Germain chiêu mộ thành công Joao Neves. Theo đó, mức phí cố định của thương vụ này là 60 triệu euro, phụ phí 10 triệu euro và Renato Sanchez của PSG sẽ đến Benfica theo dạng cho mượn. Neves sẽ đến Paris để kiểm tra y tế vào tuần này. Anh được coi là mục tiêu ưu tiên của PSG để tăng cường cho hàng tiền vệ. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Benfica dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với nhà vô địch Liga 1. Neves đã được nhiều đội bóng săn đón vào mùa hè này sau khi gây ấn tượng trong màu áo Benfica mùa 2023-2024, cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro. Ở Benfica, cầu thủ trẻ này đã ra sân 55 trận đấu trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo. Tại PSG, Neves sẽ có cơ hội tái hợp với rất nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha đang khoác áo đội bóng này như Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitina và Goncalo Ramos. Neves sẽ là bản hợp đồng thứ 2 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của đội bóng thành Paris sau Matvey Safonov, thủ môn người Nga gia nhập từ Krasnodar với giá 20 triệu euro. Sau khi PSG chiêu mộ xong Neves, nhiều khả năng họ sẽ nhả tiền vệ Manuel Ugarte cho Man United. Cầu thủ người Uruguay đã đạt thỏa thuận cá nhân với Quỷ Đỏ và chỉ còn chờ hai bên chốt giá chuyển nhượng.